Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Ngô Quý Châu, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và xin kính chào các thầy cô và các đồng nghiệp. Hôm nay theo sự phân công của ban tổ chức, tôi xin trao đổi cái chủ đề liên quan đến cái kỹ thuật uh, nội soi màng phổi và đặc biệt là sử dụng ống bán cứng LTF 160 trong chẩn đoán và điều trị các cái trường hợp bệnh lý màng phổi. Thì bài trình bày của tôi gồm có bốn phần sau đây. Phần thứ nhất đó là về các cái bệnh lý màng phổi thì như chúng ta biết rằng là đây là cái nhóm bệnh lý khá là phổ biến trong thực hành lâm sàng. À, tại Mỹ thì người ta ước tính có khoảng uh, trên 1,5 triệu bệnh nhân mỗi một năm. Thế và phần lớn trong các trường hợp này thì các căn nguyên đó là về uh, tràn dịch màng phổi do suy tim uh, sung huyết, uh, do viêm phổi và do ung thư bên cạnh đó thì các cái căn nguyên về tràn khí bằng phổi cũng chiếm sấp xỉ khoảng độ 20.000 20 ca mỗi một năm và các cái căn nguyên về tràn khí do cần can thiệp thủ thuật phẫu thuật có liên quan đến chăm sóc y tế thì chúng ta cũng thấy rằng một cái con số tương tự như vậy điều đó cho chúng ta thấy rất là phổ biến trong thành lâm sàng vậy thì có cái cách nào để mà có thể giúp các bác sĩ lâm sàng tiếp cận trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý bằng phổi thì chúng ta biết rằng là cha đẻ của kỹ thuật nội soi màng phổi là ông bác sĩ Han Jacobo người Thụy Điển thì chính Jacobo là tác giả và đã sử dụng cái nội soi cái ống nội soi bằng quang để thăm dò màng phổi trong tâm tìm kiếm các nguyên nhân cũng như là các cái giải pháp can thiệp điều trị từ những năm 1911 Thế mà chúng ta biết rằng là để mà can thăm dò cũng như can thiệp được cái bên phổi tổn thương ấy thì cái rất quan trọng là chúng ta cần phải đặt nội khí quản hai nòng tức là nội khí quản len thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ để mục đích có thể cô lập cái bên phổi và không có thông khí thế và đồng thời là sẽ tiến hành can thiệp vào cái bên phổi mà đã ngừng cái thông khí qua cái thành ngực thì người ta có thể đặt một số lỗ vào ở đây chúng ta có thể thấy là một ít nhất là một lỗ để đưa camera một lỗ đưa kìm sinh thiết vào và bên cạnh đó thì có thể là sử dụng một lỗ nữa để mà có thể là vén các cái phổi cũng như là tiếp cận được vào những cái vị trí khó Thế thì các cái khuyến cáo quốc tế thì đều đưa ra những cái cách tiếp cận ví dụ như là trong điều trị tràn khí bằng phổi chúng ta thấy rằng là đơn giản nhất là những cái trường hợp mà tràn khí bằng phổi tiên phát chúng ta có thể chọc hút gọi là là dưới xương đòn hoặc là nếu không thì chúng ta sẽ phải đặt dẫn lưu đúng không Tương tự như vậy đối với trần khí bằng phổi thứ phát thì chúng ta cũng sẽ có cái cách tiếp cận và đặt dẫn lưu để hút khí. Tuy nhiên khi mà hút khí nó không có hiệu quả thì bắt buộc chúng ta sẽ phải tiến hành nội soi màng phổi. Và khuyến cáo của hội ứng châu Âu năm 2015 ấy, thì chúng ta thấy rằng là những trường hợp mà chúng ta thấy hút dẫn lưu không có kết quả hoặc là tái phát nhiều lần thì chúng ta thấy cần phải có cái chỉ định để mà chúng ta điều trị tiến căn chống tái phát. À, các cái chỉ định trong trường hợp mà ví dụ như là truyền tràn khí màng phổi tái phát hoặc là cái hút dẫn lưu nó không kết quả hoặc là tràn khí kết hợp tràn máu vân vân thì những trường hợp này là cần chúng ta cần phải có các cái uh, can thiệp về uh, nội soi màng phổi thế thì khi mà nội soi màng phổi thì chúng ta có thể tiến hành uh, dưới uh, nội soi màng phổi nội khoa và gây dính bằng bột tan À, cũng như là chúng ta có thể gây dính mù tan dưới hướng dẫn của uh, nội soi lồng ngực có trợ giúp của video cũng như là chúng ta có thể là uh, gây trà sát màng phổi và để chúng ta gây dính hoặc là cắt cái màng phổi thì đó là các cái phương pháp tiếp cận trong cái xử trí tràn khí màng phổi uh, ở những trường hợp mà hút dẫn lưu không kết quả về cái bệnh tràn dịch bằng phổi thì sao thì chúng ta thấy rằng là hiệp hội lồng ngực anh thì cũng đưa ra hướng dẫn khuyến cáo thì đối với các trường hợp mà tràn dịch bằng phổi mà dịch tiết chúng ta thấy rằng là nếu chưa rõ nguyên nhân ấy thì chúng ta cần phải tìm nguyên nhân ở đây thì trong cái lưu đồ để mà tiếp cận chẩn đoán thì chúng ta thấy rằng nếu như căn nguyên đó là tràn dịch bằng phổi dịch tiết thì chúng ta sẽ phân tích cái dịch màng phổi và xem xem là có xác định được chẩn đoán hay không. Nếu không xác định được chẩn đoán, chúng ta sẽ chụp các lớp vi tính nồng ngực và tiến hành sinh thiết màng phổi và vẫn không tiếp cận, không thiết lập được chẩn đoán thì chúng ta sẽ tiến hành nội soi màng phổi để mà sinh thiết và thiết lập chẩn đoán cho bệnh nhân. Nhưng tuy nhiên, chúng ta thấy rằng là từ nhiều năm nay, ví dụ như là khi mà tôi đi học ở Pháp ấy thì từ những năm 2009 thì người ta đã không còn cái sinh thiết bằng phổi mù nữa mà người ta tiến hành nội soi bằng phổi luôn để làm sao mà có thể là nhanh nhất và ngắn nhất cũng như là tiết rút ngắn cái thời gian thiết lập chẩn đoán cho bệnh nhân và từ đó thì người ta sẽ tiến hành nội soi bằng phổi luôn để mà sinh thiết cũng như là chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân bỏ qua cái bước là sinh thiết màng phổi mù như hiện nay tại một số bệnh viện vẫn áp dụng tại bệnh viện Đinh Mai thì vì cái cái tỷ lệ mà sinh thiết màng phổi mù đấy nó có các cái biến chứng đặc biệt là chúng tôi gặp các trường hợp tràn máu màng phổi sau sinh thiết trên là hiện nay thì chúng tôi thường là đã không còn sinh thiết màng phổi mù nữa mà chúng tôi sẽ tiến hành nội soi màng phổi sớm cho bệnh nhân vừa rút ngắn được cái thời gian chẩn đoán cũng như là vừa tăng cái tỷ lệ chẩn đoán uh, cho bệnh nhân. Vậy thì đối với các trường hợp mà tràn dịch bằng phổi do ung thư thì sao? Thì chúng ta thấy rằng là trong các cái lưu đồ để mà tiếp cận chẩn đoán thì chúng ta thấy cái vai trò của cái việc gây dính bằng phổi thì vẫn là một trong những biện pháp để mà uh, điều trị các cái trường hợp tràn dịch bằng phổi do ung thư và từ đó thì ngăn ngừa cái tái phát cho bệnh nhân và khi mà chúng ta nội soi màng phổi chúng ta sẽ gây dính bằng bột tan thì chúng ta sẽ thấy là đạt được cái hiệu quả điều trị tốt và chống tái phát dịch cũng như là ngăn ngừa cái cái xẹp phổi và từ đó thì bệnh nhân sẽ có cái thể trạng tốt hơn và thuận lợi cho các cái điều trị về hóa chất và xạ trị sau này về tràn dịch màng phổi mà do nhiễm trùng thì đây chúng ta thấy rằng là hiệp hội lồng ngực anh cũng như là các cái hiệp hội uy tín khác thì cũng đưa ra khuyến cáo trong tiếp cận chẩn đoán và điều trị thì cái vai trò của nội soi màng phổi khi mà chúng ta có thể là giải quyết những trường hợp mủ màng phổi đóng vai trò rất là quan trọng vậy thì có những phương pháp nội soi màng phổi như thế nào thì chúng ta biết rằng là đối với nội soi màng phổi nội khoa thì chúng ta có thể dùng ống cứng ống cứng như thế này ống cứng à, là một cái trụ cứng khi mà chúng ta thấy là đưa khoang màng phổi của bệnh nhân thì đây là cái nội, hệ thống nội soi mà tại bệnh viện Mai thì chúng tôi được phía Nhật Bản trang bị từ những năm 2000 và hiện tại thì chúng tôi vẫn đang sử dụng gần đây thì chúng tôi có thêm cái hệ thống nội soi màng phổi ống bán cứng của Olympus thì chúng ta thấy rằng là nó cấu trúc nó gần giống như cái ống nội soi phế quản thế thì kể cả cái hệ thống tay cầm cũng như là hệ thống kết nối với cái nguồn sáng thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có một cái phần là cứng và một phần phía dưới này là di động được và cái kênh làm việc kênh sinh thiết nó nó kìm sinh thiết này nó cũng đi xong cái kênh giống như cái nội soi phế quản và sự khác biệt giữa hai cái phương pháp nội soi bằng phổi ống cứng và ống bán cứng nó khác biệt như thế nào thì đây là cái sự khác biệt mà đã so sánh thì về kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là các bác sĩ nội khoa về hô hấp thì thường được đào tạo về cái nội soi phía quả trước thế cho nên nếu như chúng ta sử dụng cái hệ thống nội soi bằng phổi ống bán cứng này thì nó sẽ rất là thuận lợi rất là dễ dàng bởi vì là các bác sĩ đã được đào tạo về nội soi phế quản đúng mềm rồi thế cho nên chúng ta thấy là gì ạ à? à, nó rất đơn giản rất dễ dàng từ các cái thao tác đưa rồi xoay rồi Uh, up down tất cả các cái uh, kỹ thuật này thì các bác sĩ sẽ rất là thuận lợi thế còn đối với nội soi bằng phổi ống cứng thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ không giống như những nội soi phía quản mà chúng ta đã được đào tạo và từ những cái ngày đầu tiên khi mà chúng tôi làm cái ống cứng như thế này chúng ta thấy rằng là tiếp cận nó sẽ khá là 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 khó khăn đầu khi mà chưa quen Thứ hai nữa là về kích thước cái màu mảnh mỏng bị mỏ bụi phẩm làm sinh thiết ấy thì người ta thấy đối với nội soi màng phổi ống cứng thì chúng ta thấy cái mẫu bệnh phẩm này sẽ lớn hơn và chúng ta có thể sinh thiết được sâu hơn và vì vậy mà chúng ta thấy rằng là kể cả cái màng phổi ống rất dày thì đối với cái nội soi màng phổi ống cứng chúng ta vẫn có thể thực hiện được. Thế còn đối với nội soi màng phổi ống bán cứng thì chúng ta thấy vì cái kìm sinh thiết nó tương tự như cái kìm nội soi phế quản À, thế cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là cái mảnh bệnh phẩm là nó kích thước nó nhỏ hơn và vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải sinh thiết nhiều và nếu như muốn sinh thiết sâu thì chúng ta cần phải đào sâu vào cái tổn thương như vậy. Và cái trường quan sát thì sao thì đối với nội soi ống cứng thì chúng ta sẽ thấy rằng là do cái việc là ống rất cứng rất thẳng và nó chỉ có cái góc quan sát ảnh khác nhau thế cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ khá là hạn chế. Thế tuy nhiên đối với nội soi bằng phổi ống bán cứng thì đây lại là cái ưu điểm bởi vì là gì ạ? Nó sẽ rất là, là 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 linh hoạt khi mà tiếp cận và vì vậy chúng ta có thể up down và đi đến sát vào màng phổi cũng như là tiếp cận đến những cái vị trí mà rất là khó chẳng hạn như là khu vực đỉnh phổi chẳng hạn thì là chúng ta hoàn toàn là có thể là tiếp cận được. À, vấn đề mà phá các cái dính thì sao thì đối với hệ thống nội soi bằng phổi ống cứng thì chúng ta thấy rằng là do cái kìm sinh thiết khá là lớn cho nên chúng ta thấy nó có thể nó sẽ giúp cho cái việc cắt các cái dính sợi dính từ màng phổi lá tạng sang lá thành ấy, nó sẽ thuận lợi hơn thế còn đối với nội soi bằng phổi ống bán cứng thì nó sẽ khó khăn hơn nó liên quan đến cái kìm sinh thiết cái pha vách của cái ống nội soi bán cứng nó nhỏ hơn và nguồn sáng thì sao? Nguồn sáng thì đối với nội soi bằng phổi ống cứng thì sẽ sử dụng ánh sáng lạnh và nguồn sáng là từ cái nguồn thần xenon. ông trong khi đó đối với nội soi bằng phổi ống bán cứng thì cái này cũng là cái mà nó sẽ rất là thuận lợi, đó là nó sẽ thích hợp, nó tương tác nó 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 phù hợp với lại cái nguồn sáng của nội soi phế quản mà chúng ta vẫn đang dùng. Thế cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta không phải mất tiền mua cái hệ thống nguồn sáng và và các cái thông tin khác nữa mà chúng ta sử dụng luôn cái nguồn sáng từ cái nội soi phế quản thế và thường là chúng ta sẽ thấy rằng là uh, qua đó chúng ta thấy người ta có thể dùng cái ánh sáng huỳnh uh, quang này hoặc là ánh sáng giải tần hẹp để mà có thể phát hiện sớm các cái tổn thương ung thư hoặc là định hướng cái vị trí sinh thiết thì đây lại là cái ưu điểm rất tốt của cái nội soi bằng phổi ống bán cứng Thế còn nếu như mà về giá thành thì nếu chúng ta mà trang bị đầy đủ cả thì cái giá thành của nó sẽ cao hơn so với lại nội soi bằng phổi ống cứng. Tuy nhiên nếu chúng ta tận dụng cái nguồn sáng của của cái hệ thống nội soi phế quản chúng ta đã có thì cái chi phí đều, chi phí để mua cái cái mỗi cái ống soi bằng phổi ống bán cứng không thì nó lại lại là rất là phù hợp, nó không đắt. Chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ ba liên quan đến quy trình và hình ảnh nội soi màng phổi thì đây là cái các cái đối với nội soi màng phổi ống cứng khi mà chúng tôi thực hiện cái cái cái, cái uh, kỹ thuật này thì dưới sự hỗ trợ của dây ca Nhật Bản thì chúng tôi tiến hành tại uh, phòng mổ và sử dụng cái uh, ống nội soi màng phổi ống cứng uh, để để mà có thể tiếp cận màng phổi thế thì các cái bước thì bao gồm nó có các bước sau bước nó có tất cả là có 7 bước tất cả bước đầu tiên chúng ta thấy là phải xác định cái vị trí mà chúng ta sẽ đặt cái troca vào màng phổi của bệnh nhân bước thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành cái 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 gây mê ở thứ ba là chúng ta sẽ đút cái troca nhét cái, dạch cái da và nhét cái troca vào trong khoang màng phổi sau khi mà đưa troca vào trong khoang màng phổi rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là quan sát và đánh giá toàn bộ cái khoang bằng phổi của bệnh nhân để phát hiện cái tổn thương và từ đó thì chúng ta có thể xác định được đâu là vị trí bình thường và đâu là vị trí bất bình thường và tiến hành cái sinh thiết bước thứ sáu là sinh thiết sau khi sinh thiết xong thì chúng ta sẽ dạng đặt cái dẫn lưu vào khoang bằng phổi và sau đó thì chúng ta sẽ rút vị trí mà đưa cái thubka vào khoang bằng phổi thì tùy theo nếu căn nguyên là tràn khí bằng phổi thì thông thường người ta có thể đặt ở vị trí khoang lồng sườn ba lồng sườn bốn thế còn nếu mà căn nguyên là tràn khí bằng phổi thì chúng ta có thể đặt ở khoang lồng sườn năm lồng sườn sáu và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ có thể tiếp cận được vào trong khoang bằng phổi cũng như là có thể thám sát được tất cả các vị trí bằng phổi khác nhau Gây mê thì chúng ta nhớ rằng là cần phải gây mê bằng nội khí quản các lens để mà cái phổi mà chúng ta, cái khoang phổi chúng ta định làm thăm dò đấy thì phải xẹp hoàn toàn và không có thông khí. Chúng ta chỉ thông khí cái bên phổi đối diện, bên phổi lành thôi. À, đây là cái tư thế bệnh nhân, đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng cái nội soi bằng phổi ống cứng ấy thì phải làm bệnh đặt bệnh nhân nằm ở tư thế mà mà nằm nghiêng cũng như là có cái giãn rộng các khoang lên sườn tối đa để mà chúng ta có thể là đưa cái truca vào một cách đơn giản dễ dàng đây là cái hình ảnh mà khi mà đã đưa cái truca vào trong khoang phổi thế còn đối với màng nội soi màng phổi ống bán cứng ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái việc đưa troca vào khoang phổi cũng tương tự như vậy nhưng ta nhớ rằng là chúng ta sẽ uh, điều chỉnh để làm sao mà cái troca này nó không sâu quá nó không nông quá thế và để mà cái ống bán cứng của chúng ta có thể quay được các cái góc các vị trí khác nhau uh, thuận lợi khi mà chúng ta thăm dò vào các cái vị trí ví dụ như phía trên ví dụ phía dưới và cái góc mở nó đảm bảo để mà có thể tham sát được tất cả các cái vị trí trên màng phổi bề mặt màng phổi à, chúng ta sẽ tiến hành quan sát bề mặt màng phổi của bệnh nhân rồi chúng ta có thể phát hiện các cái dây dính à, đồng thời thì khi mà xuất hiện các cái tổn thương ví dụ ở đây trường hợp này là một trường hợp mà ung thư di căn màng phổi chúng ta thấy rất nhiều những cái cục các nốt trên bề mặt màng phổi như thế này thì đây là cái kìm mà mà chúng tôi tiến hành sinh thiết vào cái vị trí tổn thương sau khi sinh thiết xong mà xác định đó là nguyên nhân là ung thư thì chúng tôi sẽ tiến hành gây dính bằng bột tan. Đây là một trong chỉ định rất quan trọng và khi tôi làm cái luận văn tốt nghiệp nội trú thì tôi có làm về đề tài về gây dính màng phổi bằng bột tan trong điều trị tràn dịch màng phổi do ung thư do thầy Châu trực tiếp hướng dẫn thì thấy rằng là cái việc mà chúng ta gây dính qua nội soi màng phổi nó sẽ giúp chúng ta giúp cho bệnh nhân đạt được cái dính tối tốt nhất và tránh được các cái biến chứng về tái phát dịch màng phổi các cái tổn thương khác cũng tương tự như vậy, u sùi màng phổi rất nhiều chỗ, rồi các cái tổn thương u sùi lan tỏa, hoặc là kể cả màng phổi hoành thì chúng tôi cũng gặp những cái tổn thương di căn xâm lấn đầy bề mặt của màng phổi. À, những trường hợp mà xuất hiện các kén khí bóng khí như thế này, chẳng hạn thì qua nội soi màng phổi ống cứng thì chúng tôi có thể đốt điện đông qua cái cái cái, cái sông điện đông như vậy và nó sẽ làm xẹp cái kén khí bóng khí và chống cái cái tái phát. À, chúng tôi cũng phát hiện những trường hợp mà cái lỗ giò đấy khi mà bơm khí vào thì nó sủi giống như chúng ta đang thử cái vá xăm xe đạp vậy thì đấy là cái giò khí màng phổi và những trường hợp mà chúng ta thấy có rất nhiều kèn khí bóng khí thì chúng tôi sẽ tiến hành bơm bột tan trên bề mặt màng phổi để mà, mà gây dính để chống tái phát cho bệnh nhân một số các biến chứng của tràn khí màng phổi qua nội soi màng phổi chúng ta thấy rằng có thể gặp chảy máu với khoảng 2 phần trăm tràn khí dưới da 2 phần trăm tràn khí màng phổi 2 phần trăm phù phổi sau giãn nở khoảng năm phần trăm nói chung các biến chứng của nội soi màng phổi thì thường là ít và chúng ta hoàn toàn là có thể là phòng ngừa cũng như là xử trí được thế còn đối với hệ thống nội soi màng phổi ống bán cứng thì sao đây là cái hệ thống mà LTF 160 và 260 của Olympus thì tại bệnh viện Đính Mai thì chúng tôi cũng có cái hệ thống LTF 160. Thế và khi mà tiến hành nội soi thì các đồng nghiệp biết rằng là chúng ta thấy là thao tác nó gần tương tự như là nội soi phế quản. Và qua đây chúng ta thấy là có thể là hút các cái dịch vào lấy bệnh phẩm này, đồng thời có thể tiến hành sinh thiết qua kênh làm việc. Một cái ưu điểm nữa là chúng ta có thể quan sát đánh giá các tổn thương bề mặt màng phổi và đây là qua cái à, à, giải tần hẹp NBI ấy, thì chúng ta sẽ phát hiện được các cái tổn thương à, mạch máu nó vằn vẹn và nó 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 bắt chéo với nhau như thế này thì thông thường đây là các trường hợp mà à, tổn thương à, nghi ngờ nhiều là do ung thư à, đây là cái à, hình ảnh tổn thương khi chúng ta sử dụng ánh sáng trắng thông thường thì chúng ta thấy cái này nó không thể hiện rõ nhưng khi chuyển sang dùng cái ánh sáng huỳnh quang ấy, thì chúng ta thấy cái màu của cái tổ chức di căn ung thư này nó sẽ đỏ lên rất là rõ rệt đỏ rực lên rõ rệt và cái hệ thống nội soi màng phổi này của Olympus thì chúng ta thấy rằng là người ta cho cái hình ảnh chất lượng rất là cao, khả năng hoạt động tốt và có thể khử trùng được. Cái kênh làm việc là 2,8 mm và cái hệ thống này nó tương thích với cái hệ thống nội soi phế quản mà chúng ta đang sử dụng và với cái việc mà chúng ta thực hiện với nội soi bằng phổi ống bán cứng thì chúng ta thực hiện chỉ cần một cái lỗ nội soi thôi và cho phép chúng ta điều khiển bằng tay rất là đơn giản định hướng dễ dàng hơn trong khoang bằng phổi và cải thiện cái khả năng sinh thiết cũng như là cả khả năng hút nhờ cái kênh nó rộng và thực hiện dễ dàng hơn so với ống, ống nội soi cứng và cái mức xâm lấn cũng như là cái đặt ống dẫn lưu bằng phổi là tối thiểu thì với cái hệ thống nội soi bằng phổi ống bán cứng như thế này thì qua các nghiên cứu người ta thấy rằng là nó sẽ ít đau hơn trong cũng như là sau khi tiến hành cái cái thủ thuật này vì cái, và cái đường kính của cái lỗ vào thì nó nhỏ hơn và cái troca này thì nó linh hoạt rất là linh hoạt rất là dễ dàng thì mà mà tiếp cận và nó sẽ có một cái phần là phần cứng tức là thẳng đứng thế và một cái phần là di động được nó có thể uốn cong được và chính vì cái phần mà, mà di động được này nó sẽ giúp cho chúng ta quan sát được dễ hơn và có định hướng được cái vị trí nó thuận lợi hơn. Và cái kênh làm việc thì nó khá là lớn à, chúng ta có thể tiến hành sinh thiết cũng như là hút qua cái hệ thống này và cái kim kìm sinh thiết này chúng ta thấy rằng là có thể chúng ta dùng để mà sinh thiết các cái tổn thương trên bề mặt màng phổi giống như là cái kim sinh thiết phế quản vậy tôi xin có ba cái điểm kết luận sau đây điểm kết luận thứ nhất là bệnh lý màng phổi thì khá là phổ biến trên thành hành lâm sàng và vấn đề tiếp cận chẩn đoán và điều trị thì thường là còn gặp nhiều khó khăn nội soi màng phổi thì giúp tiếp cận khoang màng phổi và quan sát đánh giá tổn thương cũng như sinh thiết để chẩn đoán và can thiệp điều trị thuận lợi hệ thống nội soi màng phổi ống bán cứng thì đơn giản dễ thực hiện và tương tự như nội soi phế quản ống mềm nó phù hợp với tiếp cận của các bác sĩ nội khoa về hô hấp Uh, xin uh, trân trọng cảm ơn uh, quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe